Xin chào quý vị và các bạn. Trước khi đi vào nội dung chính của buổi họp báo hôm nay, chúng tôi xin thông báo một tin tức vui mừng đối với người hâm mộ Manchester United. Đó là thầy ông nội Ralph Rangnick đã được giám đốc bóng đá John Murtough dẫn đi tham quan một vòng Old Trafford và rất có thể ông sẽ đưa ra những tham vấn về mặt chiến thuật cho huấn luyện viên Michael Carrick vào đêm nay. Tình hình cấp phép lao động có lẽ sẽ sớm hoàn tất, nhưng Ralph Rangnick chỉ dự khán trận đấu tới và dự kiến chính thức nắm quyền ở màn so tài cung điện pha lê vào cuối tuần. Bây giờ, hãy cùng lắng nghe hai vị thuyền trưởng Michael Carrick của Man United và Mikel Arteta bên phía Arsenal chia sẻ những gì trên truyền thông trước giờ bóng lăn. Đầu tiên hãy đến với đội chủ nhà và huấn luyện viên tạm quyền của họ. Chào Carrick, tôi đang thắc mắc rằng bản thân anh đã học hỏi được điều gì trong 10 ngày qua, cũng như những thứ anh hy vọng sẽ được học từ Ralph Rangnick. Đây rõ ràng là một câu hỏi hay. Nhiều chuyện đã xảy ra trong vòng 1 tuần cũng như 10 ngày qua. Tôi chắc chắn là đang thích nghi, đón nhận thử thách mới này với các bộ kỹ năng khác nhau mà các anh có thể mường tượng. Có lẽ tôi đang ở một trình độ mà bản thân chưa bao giờ vươn tới trước đây, cho nên tôi khá có lợi thế. Có thể nói rằng bước vào công việc này, bạn phải đương đầu với rất nhiều vấn đề cũng như đấu tranh với thời gian. Đôi lúc bạn không biết phải làm thế nào trong tình huống bất ngờ có được công việc và còn phải chăm sóc cho các cầu thủ nữa. Tuy nhiên tôi có thể nói rằng tôi tận hưởng hầu hết mọi khía cạnh của công việc này. Về chuyện của Ralph Rangnick, ông ấy được kỳ vọng rằng sẽ đứng trên Old Trafford tối ngày mai. Vậy từ góc nhìn của anh, điều gì đã trì hoãn chuyện này thế? Thật sự thì tôi không biết gì để cập nhật cho mọi người cả. Anh muốn thông tin về quá trình xin giấy phép lao động thì tôi chỉ có thể nói rằng nó đang diễn ra mà thôi. Ngay cả lúc chúng ta đang nói chuyện thì nó cũng đang được xúc tiến. Ở vị trí này tôi biết mình phải chuẩn bị thật kỹ cho các trận đấu, Villarreal rồi đến Chelsea và tiếp theo là cuộc đối đầu vào đêm mai. Anh đã nói chuyện với Ralph Rangnick lần nào chưa? Chưa thưa anh, công việc của tôi từ lúc đảm nhiệm vị trí phần nhiều là chuẩn bị cho hai trận đấu đã qua, cũng một phần là do quá trình xin giấy phép lao động chưa kết thúc nên chúng tôi chưa thể tiếp xúc với nhau. Chúng tôi phải trung thực về những chuyện đang diễn ra, mọi thứ đã chuyển biến rất tốt trong hai trận vừa rồi và tôi hy vọng điều tương tự sẽ đến trong cuộc đối đầu ngày mai. Rõ ràng vào cuối tuần trước, anh đã thực hiện một quyết định lớn khi để Ronaldo ngồi dự bị. Tôi chỉ thắc mắc rằng điều chỉnh này đem đến cho anh trách nhiệm như thế nào khi mà huấn luyện viên mới đã sắp nắm quyền rồi. Không, tôi nghĩ rằng quyết định tôi thực hiện thực sự có ý nghĩa hơn mọi người nghĩ rất nhiều. Khi bạn chấp nhận công việc này, anh biết đấy, cho cả đội cũng như câu lạc bộ. Những quyết định được đưa ra vì nhiều lý do khác nhau. Tất nhiên có vài thứ gây sốc hơn thông thường, nhưng các cầu thủ biết đó là cách mà chúng tôi làm việc. Tôi không nói rằng đây là một quyết định tối ưu hay gì, vì rõ ràng bạn không thể lặp lại điều này nhiều lần trong chiến dịch của đội bóng. Anh biết đấy, chúng tôi đều hòa hợp rất tốt với nhau, trận đấu đã diễn ra suôn sẻ ở khía cạnh chiến thuật. Và hãy nhớ, đây không phải là một drama gì đâu. Chào Carrick, anh đã nói về việc Ralph đang đến đây và anh sẵn sàng để học hỏi những điều mới. Tôi nghĩ lúc nãy anh đã nói về 7 hoặc 10 ngày gần đây rằng anh có triết lý và ý tưởng riêng của mình. Liệu anh có sẵn sàng và hài lòng với việc học hỏi để tiến lên cùng huấn luyện viên mới không? Tôi nghĩ rằng mọi người đều có chính kiến riêng của mình, dù là họ đang làm cầu thủ, huấn luyện viên hay nhà quản lý. Bất kể ở vị trí nào, tôi nghĩ bạn đều có những thứ bản thân thích, những thứ tự nhiên đến với bạn với tư cách là một cá nhân. Tôi luôn sẵn sàng học hỏi thêm. Tôi rõ ràng đã học khá nhiều thứ vào tuần này trên công việc tạm quyền tôi đảm nhiệm, nhưng nó còn đến từ vị trí trợ lý, nơi mà chúng tôi đã quá gần với thành công. Tôi cũng chứng kiến vài cuộc chuyển giao những năm gần đây, đó quả thật là một bước tiến rất lớn, nhưng mọi người thường không nghĩ nó lớn đến vậy. Chào Michael, tôi có thể hỏi Fred được chứ? Anh ấy đã chơi hai trận rất tốt kể từ khi anh lên nắm quyền, vậy vai trò của cầu thủ này phải chăng đã được thay đổi? Mối quan hệ của anh với anh ấy tốt đến mức nào khi anh rõ ràng đã huấn luyện Fred và anh hiểu tường tận về vị trí tiền vệ? Anh ấy đã đem lại những gì và có thể phát triển thêm như thế nào khi anh biết đấy? Fred là sự lựa chọn số 1 của tuyển Brazil cho vị trí tiền vệ trung tâm. Anh đánh giá thế nào về màn trình diễn của cá nhân này hiện tại? Vâng, tôi nghĩ rằng điều đó đã được tiết lộ khi anh nói về sự lựa chọn số 1 cho tuyển Brazil. Việc góp mặt trong một đội hình tốt của Brazil cho thấy Fred đã tiến xa như thế nào kể từ khi cậu ấy đến câu lạc bộ và sự cải thiện của cậu ấy. Tôi rất thích chàng trai này. Tôi nghĩ rằng đối với tôi, một trong những điều quan trọng nhất đó là thái độ, thứ mà mọi người thường không để ý và cậu ấy có nó.
Khát khao của cậu ấy trong việc trở thành một cầu thủ của đội cũng như sự hung dữ khi thi đấu trên sân là có thừa. Hình như Fred đã bị lật cổ chân trong trận đấu với Villarreal ngay ở hiệp 1, thứ mà sẽ khiến nhiều cầu thủ phải ra nghỉ. Nhưng đối với vài người có thể cắn răng chịu đựng và ra sân vào hiệp 2, đó không phải là chuyện dễ dàng gì. Tuy nhiên Fred đã vượt qua khó khăn, cậu ấy trở lại trận đấu và không đời nào để lỡ cuộc đối đầu tiếp theo. Anh biết đấy, tôi nghĩ rằng tinh thần đó mang tính lan truyền và tôi hoàn toàn ủng hộ việc này. Thế nên tôi đánh giá rằng Fred đã cải thiện rất nhiều và cậu ấy mang nguồn năng lượng tuyệt vời đến với cả đội. Vâng, cậu ấy đang ngày một tốt hơn và đã chơi với một trình độ cao hơn một chút trên sân vài trận gần đây, có lẽ là hơn trước đó, bởi vì chúng tôi đã điều chỉnh vài thứ cho hai trận đã qua. Cậu ấy đã chơi rất tốt trong các cuộc đối đầu này và tôi nghĩ rằng những tình huống thu hồi bóng cũng như gây áp lực, đặc biệt là ở bàn thắng của Cristiano vào lưới Villarreal đã chứng tỏ điều đó. Fred cũng suýt nữa đã ghi bàn đêm hôm trước khi cậu ấy cắt đường truyền từ Mendy, thế nên cậu ấy đã mang lại nhiều thứ cho đội bóng và tôi rất quý chàng trai này. Bên cạnh buổi họp báo của Michael Carrick, Mikel Arteta ở phía ngược lại cũng có một số phát biểu đáng chú ý trên truyền thông như sau. Về mặt lực lượng của các pháo thủ trong trận đấu này, chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ, Granit Xhaka vẫn chưa sẵn sàng, Kolasinac vẫn chưa sẵn sàng. Chúng tôi có chút nghi ngờ với trường hợp của Bukayo Saka và một vài cầu thủ khác khi đối đầu với Newcastle. Vì vậy hôm nay là ngày để đánh giá xem mọi người như thế nào và liệu họ có phù hợp để thi đấu vào ngày mai hay không và sau đó đưa ra quyết định về đội hình. Tôi hy vọng rằng Saka sẽ ổn nhưng chúng tôi chưa biết chắc nữa. Rõ ràng đó là một pha vặn người một chút và các cầu thủ thông thường sẽ thoải mái khi thi đấu với một chấn thương nhẹ như vậy. Thế nên tôi sẽ theo dõi tình trạng của cậu ấy trong lúc tập luyện. Khi được hỏi về Ralf Rangnick, nhà quản lý tạm quyền mới sắp tiếp quản đội chủ sân Old Trafford, Arteta đã đánh giá như sau. Người đàn ông này là một trong những huấn luyện viên hàng đầu về mọi mặt mà ông ấy đã tham gia vào trong bóng đá. Không chỉ trong việc huấn luyện, Ralf đã thực hiện một số thay đổi căn bản trong vài lĩnh vực và ông ấy là một người thực sự thú vị trong thế giới bóng đá, một sự bổ nhiệm rất đáng chờ đợi ở bất kỳ câu lạc bộ nào. Chiến lược gia 39 tuổi cũng chia sẻ về những khó khăn ông có lẽ sẽ gặp phải khi đối đầu một Man United đang chơi tốt hơn khi trải qua vài sự thay đổi. Bạn biết điều gì sẽ xảy ra khi bạn đến sân vận động đó và chơi trước đám đông cuồng nhiệt kia. Họ là một đội và là một trong những đội tài năng nhất giải đấu. Bạn biết tình huống mà bạn sắp phải đối mặt, rất khó về mặt chiến thuật bởi vì bạn không biết họ sẽ chuẩn bị trận đấu như thế nào, các lựa chọn mà họ có thể chơi, đội hình mà họ có thể đem ra sân. Thế nên thành bại tập trung nhiều hơn vào bản thân chúng tôi, vào những gì chúng tôi phải làm và đảm bảo. Cả đội đã chuẩn bị để đến đó và đánh bại họ. Và cuối cùng Mikel Arteta trông có vẻ rất tự tin khi nhắc đến thành tích bất bại của chính ông trước bầy quỷ đỏ. Ông nói, sự tự tin rằng rõ ràng là có khi chúng tôi phải chuẩn bị cho các trận đấu để giành chiến thắng. Và trước hết, chúng tôi phải tôn trọng đối thủ mà cả đội sẽ đối đầu. Nhưng với mục tiêu cuối cùng là chiến thắng, tư duy, sự tự tin, khát khao, giành chiến thắng trong trận đấu phải tồn tại và niềm tin đó cần được củng cố ngay lập tức. Trận đấu này sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng K+, nhưng nếu muốn vui vẻ cùng tác giả, quý vị và các bạn có thể truy cập vào group của chúng tôi và sẵn sàng theo dõi màn so tài giữa Man United và Arsenal vào lúc 3:15. Tác giả Ilfer sẽ cho anh em lên đỉnh trong suốt 90 phút. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các...